các bạn ơi, lùi xuống, lùi xuống. Chim đâu, chim đâu? Không là mất chim đấy, chim chim em cứ cẩn thận là mất chim đấy. À, chào em Tuyết nhá. À, chào em Thủy nhá. Hôm nay đi thuyền nó quay. Quay cho nó nhìn ơi gì. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ăn gì á? Thế ăn niềm tin à? Mẹ từ Tết giờ toàn ăn tiền. À, thế còn ăn xuống. Cháu bạn nhỏ ơi. Bạn nào dọn con nhất chú này tặng quà luôn này. Cháu bạn nhỏ ơi. Rồi ạ, à, nhưng mà chú thấy ngồi như thế này là chưa ổn cho lắm. Chú xin mời các bạn ngồi lùi xuống một chút nữa nào. Biểu diễn tiết mục bong bóng xà bông khổng lồ. Các bạn ấy đang chụp ảnh chưa nhỉ? Chị Chu đâu rồi? À đây. Chưa. Chị ở đây. Chu đâu? Chú thấy các bạn hôm nay rất là ngoan nhá. Rất nghe lời chú Hề và tí nữa các bạn sẽ được nhận quà của chú Hề. Và chú hỏi các bạn này, các bạn vừa rồi ăn Tết có vui không? Có, được 7 triệu luôn. Đã đi học chưa? Chúng ta cùng thổi nến và cắt bánh sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật cho bạn Bảo Trâm. Ok, và bây giờ đợi chú em một chút nhé. Một chào tay thật lớn để chào đón chủ nhân của bữa tiệc trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc mừng sinh nhật Bảo Trâm. Xin mời Bảo Trâm lên sân khấu. Này. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Các bạn ơi, các bạn ở dưới bây giờ nhá. Các bạn chúng ta ngồi ở dưới này. Cùng hát ba khúc hát Happy Birthday và vỗ tay thật nhiều để chúc mừng sinh nhật cho Bảo Trâm tròn 8 tuổi trong buổi tối ngày hôm nay. Bạn nào ở dưới hát hay, vỗ tay lớn, Phú Hề sẽ tặng quà cho bạn đó. Đồng ý không nào? Quà gì vậy? Mấy khi em không uống rượu bia gì à? Đây, trên tay của chú Hề đây đó chính là những tấm phong bao lì xì sẽ dành tặng cho các bạn đã đến tham dự bữa tiệc sinh nhật trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ bạn nào muốn nhận lì xì của chú Hề giơ cao tay của mình lên nào. Rồi, ở dưới hát hay và vỗ tay lớn, chú Hề sẽ tặng quà cho bạn đó, đồng ý không? Ok. Bảo Trâm bắt đầu từ ngày hôm nay đón nhận thêm một tuổi mới, niềm vui mới và bên cạnh đó còn đón nhận được những tình cảm ưu ái của ông bà, bố mẹ và những người thân.
Và ngày hôm nay chúng ta ngồi quây quần bên nhau trong không gian ấm áp để tham dự bữa tiệc sinh nhật của Bảo Trâm tròn 8 tuổi. Và một lần nữa xin mời các bạn nhỏ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc cho Bảo Trâm luôn luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn, xinh gái và lớn lên là niềm tự hào của gia đình. Và bây giờ xin mời Bảo Trâm hãy cất bánh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Cứ cắt đi. Đánh chén nào. Tặng quà rồi đánh chén nào. Thôi cứ cắt đi là. Cắt đi con. Tí nữa cuối chương trình chúng ta sẽ nhìn vào. Sẽ được nhận quà. Thôi có thể dùng cái bóng rồi. Cắt. Cắt để chụp ảnh thôi. Cắt để tượng trưng thôi. Đó, cho cắt để đến này cả. Các bạn đã sẵn sàng nhận lì xì của chú Hề chưa? Tươi cái mặt. Bạn nào muốn nhận lì xì? Giơ cao tay của mình lên. Và bây giờ trước khi nhận lì xì thì xin mời các bạn lên sân khấu chụp ảnh cùng với Bảo Trâm. Từ từ một. Kìa. À, cầm vào đưa cho ấy, đưa cho mẹ cắt đi. Rồi lên sân khấu chụp ảnh nào, lên sân khấu chụp ảnh nào. Không mua được cái gì thì chỉ có đưa tiền. Bây giờ bạn nào có bức ảnh đẹp nhất, tí nữa chú Hề sẽ lì xì cho bạn đó. Rồi, chú thấy một bạn tạo dáng rất là đẹp luôn. Tiền đâu, cất đâu tiền rồi, đưa cho mẹ đi. À không đưa cho mẹ, kinh. Đưa cho mẹ cầm cho. Rồi. Game show những bạn trò chơi của chú Hề. Bà Rụ năm nay vẫn trẻ khỏe nhờ. Bà bình thường. Rồi và bây giờ các bạn quay đâu quay đâu. Xếp thành hàng như vừa nãy nào, xếp thành hàng như vừa nãy, xếp thành một hàng ngang. Một hàng ngang. Tay đâu? Quay tay đâu? Đúng rồi. Đúng rồi. Bè mở tay à? Bưu xong lại thì khổ. Tay đâu? Nào con trai, xếp hàng nhận quà. Bạn nào xếp hàng nghiêm thẳng hàng, để vào đó xếp hàng ngay lì xì.